Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lịch sử của tuần 24 nhé. Các em biết không, trong kháng chiến chống Pháp, trên dãy núi Trường Sơn đã hình thành một đường dây giao liên Bắc Nam. Và con đường liên lạc Bắc Nam ấy gọi là đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn là tuyến đường chính để miền Bắc chi viện cho miền Nam. Lúc này, miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn. Bài lịch sử hôm nay chúng ta học là bài Đường Trường Sơn. Học xong bài này, các em sẽ biết đường Trường Sơn là hệ thống giao thông quân sự quan trọng. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Bài lịch sử hôm nay chúng ta học có 3 hoạt động. Hoạt động 1, các em sẽ tìm hiểu những nét chính về đường Trường Sơn. Hoạt động 2, tìm hiểu những tấm gương tiêu biểu trên đường Trường Sơn. Hoạt động 3, tìm hiểu ý nghĩa của tuyến đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Chúng ta sẽ học bài này ở sách giáo khoa lịch sử trang 47 nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào hoạt động 1, tìm hiểu những nét chính về đường Trường Sơn. Các em hãy đọc thông tin sách giáo khoa trang 47 và trả lời các câu hỏi. Câu 1, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào thời gian nào? Câu 2, đường Trường Sơn còn có tên gọi là gì? Câu 3, ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? Câu 4, tại sao ta chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn? Mời các em trả lời. Bây giờ chúng ta cùng trả lời các câu hỏi nhé. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào ngày 19 tháng 5 năm 1959. Đường Trường Sơn còn có tên gọi là đường Hồ Chí Minh. Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích để chi viện cho chiến trường miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước. Ta chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn vì đường đi giữa rừng khó bị địch phát hiện. Ta dựa vào rừng để che mắt quân thù. Đây là lược đồ sông, các con sông lớn ở Việt Nam. Các em sẽ nhìn vào sông Mã, nằm gần nhà máy thủy điện Hòa Bình. Cô tô màu xanh cho các em dễ nhận thấy. Đường Trường Sơn bắt đầu từ Hữu Ngạn sông Mã Thanh Hóa qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ, là hệ thống những tuyến đường bao gồm rất nhiều con đường trên cả hai tuyến Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Chúng ta thấy, để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn còn được gọi là đường Hồ Chí Minh. Em hãy trả lời câu hỏi. Tính đến ngày đất nước thống nhất, 30 tháng 4 năm 1975, đường Trường Sơn tồn tại bao nhiêu ngày đêm? Tính đến ngày đất nước thống nhất, 30 tháng 4 năm 1975, đường Trường Sơn đã tồn tại gần 6.000 ngày đêm. Trong thời gian ấy, trên đường Trường Sơn từng diễn ra nhiều chiến công, thấm đượm biết bao mồ hôi, máu và nước mắt của bộ đội và thanh niên xung phong. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu những nét chính của đường Trường Sơn. Bây giờ chúng ta cùng qua hoạt động thứ hai, tìm hiểu những tấm gương tiêu biểu của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn nha.
Đầu tiên, em hãy tìm thông tin sách giáo khoa và thông tin sưu tầm được. Em hãy kể về tấm gương của anh Nguyễn Viết Sinh, của bộ đội thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn xưa mà em biết nhé. Đây là hình ảnh của anh Nguyễn Viết Sinh thời trẻ. Anh Nguyễn Viết Sinh là một trong những anh hùng Trường Sơn, người đã 6 năm gùi hàng trên chặng đường dài gần bằng một vòng trái đất. Trung bình, mỗi chuyến đi gùi hàng, một người lính sức khỏe tốt chỉ gùi được 30 đến 35 kg, nhưng Nguyễn Viết Sinh có thể gùi được 40 đến 50 kg. Có thời điểm sức khỏe tốt nhất, anh có thể gùi tới 75 kg trong mỗi chuyến đi, hơn cả trọng lượng của cơ thể. Đặc biệt là vào những năm 1965, anh đã gùi đến 70 đến 80 kg với quãng đường dài 20 km. Ngoài gùi hàng, anh còn khiêng cán thương binh nặng trên nhiều đoạn đường dài. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1967, Nguyễn Viết Sinh được Bác Hồ ký quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với quân hàm trung sĩ. Ông cũng là người anh hùng đầu tiên của bộ đội Trường Sơn và vinh dự được gặp Bác Hồ. Đây là hình ảnh những chiến sĩ Trường Sơn thồ hàng, vận chuyển hàng hóa, lương thực, sức người vân vân vào chiến trường miền Nam. Hình bên phải là những đoạn dốc cao leo đến tức ngực. Em hãy quan sát hình 2. Cho cô biết hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì? Cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã không quản gian lao, hết lòng tiếp tế và vận chuyển hàng cho bộ đội. Theo em, tuyến đường Trường Sơn có vai trò như thế nào trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta? Dưới bom đạn của kẻ thù, bất chấp khó khăn ngoài sức chịu đựng của con người, đường Trường Sơn ngày càng được mở thêm, vươn dài về phía Nam Tổ quốc. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối liền hai miền Nam Bắc. Trên các ngã đường Trường Sơn, biết bao nhiêu người con miền Bắc đã chi viện vào Nam chiến đấu, chuyển hàng triệu tấn lương thực, hàng hóa, vũ khí vân vân cho miền Nam đánh giặc. Biết đường Trường Sơn là con đường huyết mạch để miền Bắc chi viện vào Nam lương thực, hàng hóa, vũ khí để miền Nam đánh giặc, địch đã làm gì? Đế quốc Mỹ ròng rã 16 năm trút xuống đường Trường Sơn hơn 3 triệu tấn bom đạn và chất độc hóa học nhằm hủy diệt thực vật và con người. Bom đạn trút xuống núi rừng Trường Sơn làm hư hỏng nặng nề những con đường mòn Trường Sơn, nơi bộ đội ta vận chuyển hàng hóa, vũ khí, lương thực. Do đó rất cần những anh chị thanh niên xung phong vá đường san lấp hố bom để thông xe ngay. Họ làm cả ngày lẫn đêm trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ. Các chị được ví như những bông hồng thép đã sống, chiến đấu và hy sinh cho con đường huyết mạch, con đường quyết thắng này. Ngoài anh Nguyễn Viết Sinh, còn rất nhiều tấm gương anh hùng thầm lặng khác, như các anh chị thanh niên xung phong. Có nhiều bài hát ca ngợi họ, những anh chị tuổi đời rất trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có sức mạnh phi thường. Có chị cõng trên lưng quả pháo nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể, như trong bài hát: "Quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ, suốt đêm ngày ta bế trên vai." Đó là bài "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" và còn nhiều bài hát khác cũng liên quan đến Trường Sơn. Các em hãy thử tìm để nghe trên YouTube nhé. Cô giới thiệu với các em, đây là 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc. Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh.
Ngã ba nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, mặt đường giống như một lòng máng. Bom địch thả xuống bên nào thì đất đá cũng lăn xuống đường làm cản trở giao thông. Đây được xem như là cổ họng, vượt qua được sẽ phân tán tỏa ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào Nam. Chính vì vậy mà Mỹ không ngừng ném bom nhằm cắt đứt huyết mạch của quân dân ta chi viện cho miền Nam. Tiểu đội nữ thanh niên xung phong do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng, có 10 cô tuổi từ 17 đến 22 được giao nhiệm vụ sửa đường cho xe qua. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, nhiều trận bom cày nát đoạn đường, các cô đã 3 lần bị vùi lấp nhưng đều rũ đất đá, tiếp tục dùng cuốc, xẻng, san lấp hố bom, phá đường, thông xe. Đến 16 giờ 30 phút, trận bom thứ 15 trong ngày lại dội xuống Đồng Lộc và cả 10 cô gái đã anh dũng hy sinh. Đây là Nghĩa Trang Trường Sơn, là nơi quy tập phần mộ các liệt sĩ của quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam. Trên tuyến đường Trường Sơn thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị, nghĩa trang này có hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ, những người đã ngã xuống tuyến đường Trường Sơn thời đánh Mỹ. Vậy là các em đã tìm hiểu về đường Trường Sơn và các tấm gương anh hùng tiêu biểu. Chúng ta cùng sang hoạt động 3, ý nghĩa của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Em hãy suy nghĩ, đọc thông tin sách giáo khoa và trả lời câu hỏi, đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta? Ý nghĩa của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đó là: con đường Trường Sơn là tuyến giao thông quân sự quan trọng, chi viện sức người, vũ khí, lương thực v.v. cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Đường Trường Sơn là biểu tượng cho ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Cô giới thiệu với các em đường Trường Sơn xưa và nay. Trước kia chỉ là đường rừng núi, đường đất, hiện nay đã khang trang trải nhựa để thuận tiện cho giao thông. Ngày nay, Đảng nhà nước ta đã xây dựng lại đường Trường Sơn đẹp và hiện đại. Đường Trường Sơn là con đường giao thông quan trọng nối hai miền Nam Bắc, là một trong những con đường góp phần đưa đất nước ta đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các em thấy đó, Việt Nam ta vũ khí không hiện đại bằng kẻ thù, nhưng chúng ta có sức mạnh đoàn kết dân tộc, có lòng yêu nước sâu sắc, truyền thống bất khuất đã giúp chúng ta thắng kẻ thù mạnh và đông hơn ta gấp trăm nghìn lần. Cũng như hiện nay, dân tộc ta đang tiếp tục đoàn kết, có lòng yêu nước, yêu dân tộc để cùng sát cánh chiến đấu chống lại dịch virus COVID-19. Với chủ trương đúng đắn của chính phủ ta và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cô và các em hãy tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng, đẩy lùi được dịch bệnh nhé! Ta có nội dung chính cần ghi nhớ sau bài học Đường Trường Sơn như sau. Ngày 19 tháng 5 năm 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực v.v. cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Đất nước ta được hòa bình như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh xương máu của biết bao nhiêu đồng bào chúng ta. Vậy, chúng ta cần chăm ngoan, học giỏi, lớn lên xây dựng đất nước để xứng đáng với công ơn của các vị anh hùng đã ngã xuống nhé. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Các em hãy xem lại nội dung bài học ghi nhớ trang 49 và chuẩn bị bài sấm sét đêm giao thừa. Cô chào các em, chúc các em luôn vui khỏe nha.